Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em ạ. Đây là clip thứ 3 của tuần này, ngày 17 tháng 2, tức là 15 tháng 12 âm lịch ạ. Tuần này thì em lên 4 clip. Một clip cần máy, một clip ly cách nhiệt, một clip chảo, một clip đồ nghề. Tại vì chỉ còn khoảng 9 ngày nữa là em không có xếp hàng được, cho nên em cũng tranh thủ lên một số mẫu cho anh chị mua sắm Tết luôn á. Clip trước thì em có bán ly cách nhiệt và bình giữ nhiệt, nó có cái hàng này với xước là 140, còn mới là 100 ít xước hơn, hầu như là không xước là 108, thì nó không đổ nước nè anh chị. Hàng nó giữ nhiệt khá là tốt. Lúc em quay tầm khoảng 3 giờ, mà bây giờ là trời tối rồi anh chị. Anh nhìn chạy nhìn cái video là thấy biết trời tối rồi hả? Trời tối là 6 giờ rồi đó. Trời tối rồi vẫn còn đá nha. Mua hàng này sử dụng là rất là ngon nè anh chị. Nó dù là bật nắp, dùng nắp, nó có cao su, có miệng để uống luôn. Nhưng mà khi mình đậy chặt lại thì không chảy nước. Có nghiêng đổ gì thì nó cũng đỡ chảy, nó có hơi chảy, nó hơi thấy nhẹ nè. Nhưng mà cũng ít nè, không, hầu như là không có. Thì rất là tốt ha. Cái mã đầu tiên hôm nay là mã lưỡi. Em lên clip này thì em lên một số dao chiếc cành, dao đi rừng, dao phong thủy, đồ làm vườn á, đồ làm nghề. Đầu tiên là lưỡi rìu 600, dài của nó là 8, dài là 24, dài 8 ly. Cái có tên Nhật, có chữ Nhật luôn anh chị, có chữ Nhật ở đây. Lưỡi đây ạ, khá là nặng, em quên cân nó nhiêu nha. Nặng chắc tầm phải 1 kg anh chị ạ. 1 kg nguyên khối này là 2 xăng, 2,3 ly. Cái này, cái số 8 là đoạn này phải không, biết thợ nó đo số 8 chỗ nào. 8 chắc đoạn này, tổng dài là 24, còn cái này là dài 2,5 ly, dài 2,5 ly nha chạy nguyên khối. Cầm muốn sụi bẹ lụi luôn á. Chữ nè, chữ bên đây cũng có, bên đây cũng có, bên đây không có. Cái lưỡi rìu này em bán 600. Lưỡi rìu số 7 K88, K89. Rìu số 7 400. Cái này dài là 13. Em đo lại, bạn ấy đo đoạn nào để giới thiệu cho anh chị. Đây. Lưỡi này 12, đây 13, 15,5 ở đâu trời? Đang dài là 15,5. Độ dày của nó, độ dày của cái lưỡi rìu này là 24 ly, 2,4 xăng á. Em xem cái lưỡi rìu này có chữ nha anh chị, có chữ ở đây, khá là nặng. 400. K90 250, dài 20 xăng, tên hãng ở đây. Cây này bị hư ốc anh chị, nó bị lắc nè, bị lắc, bị hư ốc đường lưỡi này nó ngon. Cây này sale còn 250, em không có ốc thay, em bán luôn. Vẫn cắt được nha, nhưng mà nó hơi lỏng con ốc nè, vẫn cắt ok. Cái này sale đó, không lời gì đâu. Không biết cái này lỗ không. 250. K109 180, hơi rổ nè. Cuối năm đa số là hàng sale á. Em có một album dao, tức là mỗi clip thì mỗi tuần thì em sẽ dư ra khoảng vài cây dao.
Em gom lại và em chụp hình một album, album em đăng trong Zalo đó thì em sale 10% nha anh chị. Tất cả các dao trong đó anh chị mua sale 10%. Anh chị vào Zalo em xem nhé. Không các bạn được vẫn vào xem được anh chị. Tại bạn của em nó đầy rồi. 2000 bạn là không các bạn được rồi. Giờ muốn các bạn thêm không biết làm sao. Này dài 20 hơi rổ và đường lưỡi thì cũng hơi nhỏ. Bán 180.000. Ốc có thể vặn các ok. K92 400 có tên hãng. Tên hãng nè. Kìm kẹp xéo 400. Dài của nó 17 xăng. Em xem nó hở không nha. Đoạn giữa thì không hở, hai trên mũi. Trên mũi ở dưới đây thì có hở nha chị. Đoạn giữa là không hở, hai bên mũi là có hở ra một chút nhỏ. Cây này K93 50.000, cây tách hầu của Seki Japan, thép không rỉ. K94 150, cây chiếc cành dài của nó là 4,7 xăng, rộng là 2,1. K trời kiến quá trời ta. Kiến K95 220, dài 19,5, đường lưỡi nó đây ạ. Có tên hãng. Cái này để nhầm giá đó. Cái này phải 250. Em bán 220 luôn nha, sale luôn. K96 220, dài 17,5, có tên hãng. Những cái này là gần như mới có vỏ luôn anh chị. K97. Ủa cây này không có vỏ hả? À đúng rồi, cây này 220. Hàng nó như thế này. Những cái này thì em sẽ mài trước khi gửi nha. Dài lưỡi 10, tổng dài 17 xăng, 220. K98. Nó cũng gần như mới, 220. Tên hãng ở đây ạ. K99, cây dao nhỏ 250, gặp được ạ. Tên hãng dập chìm Squirrel Hunter Serpent. Này có khóa, nó có khóa chỗ đây, bấm xuống mới gặp được nha anh chị. Hàng là nó có khóa, rất là an toàn. Này có vài vết. Cái hàng này là hàng chưa qua sử dụng, hàng thanh lý của hãng á. Ốp hai bên, ốp đây là đồng, viền xung quanh là đồng. Dao khá nhỏ. Tổng dài của nó là chỉ có cái này có thể bỏ túi đi du lịch, đi máy bay. 10, tổng dài của nó chỉ 10,5, bỏ trên xe rồi anh chị. Nhưng mài rất là bén nha. Em thấy nó bén rồi. Hôm nay không có giấy test. Mài rất là bén, chốt đồng, có vài vết. Bóp này để khóa xuống. K100 cũng giống vậy, nó có vết nứt ở đây. Những cái chốt này thì cái này là thành phần nó là nhựa chốt cho nên nó sẽ bị nứt hoặc bị vết nè, bị nứt và bị vết. K101 250, dài lưỡi của nó là 6,5, rộng là 2 xăng. Này cũng có khóa, nó khóa mà không phải bóp. Có tên hãng ở đây ạ. Thép carbon có rỉ, cái mũi dao rất là đẹp, 250. K102 200, cán nhựa 200, tên hãng đây ạ.
Mazda 103 400, dài lưỡi 7,2, rộng 2 xăng. Những cái này thì dày ạ. Dày 4,5 ly. Tên hãng dập chìm. Cán sừng ạ. 400. K104 450. Tổng dài 16 xăng cái chiếc cành, hàng thủ công. Không có tên nên chị hàng chế thủ công, có da bao da nhưng mà không có tên. Cái này 400 ạ. Những cái này là mài mới lại là bén hết nha anh chị, mài đều bén hết. Bén ngọt cho anh chị. K105 250, cây dao đi rừng hoặc là đi biển. Fishing camping. Trên này là có chỗ đánh vảy cá. Dòng thép không rỉ ạ. Này tổng dài của nó là 21 ạ. Cây 106 cũng giống vậy, tổng dài của nó là 20,5. Tên hãng dập chìm Viewpoint. Hai cây giống nhau, dòng thép không rỉ. 250 ạ, cán nhựa, da một mặt. K107 350, hơi rổ, cây dao chặt củi, chặt đồ. Hai mặt có tên hãng. Dài lưỡi 13,5, rộng. Dày 0,8, rộng là 6 xăng. Dày 0,8, hàng hơi rổ. Nguyên khối. K108 600, tên hãng dập chìm. Cán gỗ. Dài lưỡi 18, rộng 5,8, dày 0,75. K109 400. Dài lưỡi 15, rộng 5,5, dày 0,8. Này 0,73, 0,7 ạ. Này có cái mọc tên hãng ở đây. Còn sâu không có. K101 có tên hãng dập chìm. Cái cây này, cái cán này nó tạm thôi nha anh chị. Anh chị về thì anh chị dùng tra cán khác ha. Em không có tra. Em không có tra cán. Mà cái này thì nó tạm, nó như vậy thôi. Sao em bán vậy? Em bán giá 400. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi là 21, rộng 3, dày 0,7 xăng. K101, K111, 300, tên hãng dập chìm. Cán gỗ, dài lưỡi 17, rộng 3,1, dày 0,6 xăng. K112, 380.000 ạ. Cây cưa của Campoy. Dài 27. Silkin Made in. Gì Made in Hyogo Japan. Design Emmy. Lưỡi cưa. Campoy lưỡi cưa nó hơi rổ anh chị. Mà size dài 27. K113 cán nó bọc cao su 300, dài 21 xăng. Của Campoy luôn. Cái này là dòng thép không rỉ. Size 21 cán bọc cao su. Made in Japan. Silking Silky. K114 250, tên hãng dập chìm Silver Solder. Cán nó có ốp gỗ và bọc đồng. Stainless Japan. Dài lưỡi 14,5, rộng 2,5 xăng. Những cái hàng này thường là sẽ trưng bày anh chị.
Nhưng mà anh chị, nếu mà không có chú thích gì thì em sẽ mài, không có lưu ý gì thì em sẽ mài nha. Còn mấy cái lưỡi lưỡi bào, lưỡi phong thủy bên kia thì em sẽ không 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 mài bén lắm. Những cái hàng này thì cũng sẽ mài bén cho anh chị. Còn nếu như mà anh chị muốn trưng bày thôi á thì em thì nhắn em không mài nha. K115. Cái này là lưỡi cưa luôn nha anh chị, rất là bén luôn nè. Là lưỡi lưỡi cưa luôn. Tên hãng in mực. Aitor. Cây này đi rừng, dài lưỡi nó là 17,5. 17,5 rộng 2,8, dài 0,4. Cây này đụng vô đây là đau á. Nó khá là sắc á. Này em chỉ chỗ giấu tiền cho của cho vợ. Giấu tiền vợ. Aitor. Chỗ này bí mật nè. Bí mật. Đấy. Cái này cái bột gì em không biết nha, không biết phải phải hàng không, mà trong này có cái nhíp, có cái này là cái kim, cái gì chỉ may đồ á, cái kim may đồ á, rồi cái bút chì, cái kim băng, cái lưỡi, và cái này giống như là cái để đánh lửa anh chị. Cái này em chưa xem nó là cái gì nè. Mua những cái này ở trong này nó có thêm những cái hàng này thấy cũng hay. Không biết cái bột này là bột gì, nó rắc khắp nơi rồi. Cái này là lưỡi cần câu à, dây cần câu à, dây câu. Dây câu, lưỡi câu. Đồ đi bụi á. Cái bột này ngộ lắm, không biết cái bột gì. Thôi kệ nó. Anh chị về không xài thì bỏ, thì rửa nó sạch ha. Còn cái này em cũng không biết nó là cái gì, nó rất khắp nơi. Chết, lắp lộn à. Nè em kêu chồng em sửa lại nha, lắp lại nha. Em lắp ngược đầu vậy phải, để kéo nó ra. K116 700 Spot Knight. Hôm nay lên nhiều hàng lạ. 700 cái này ạ, khâu đồng. Dài lưỡi 13,5 rộng 2,7 cm. K117 400. Này có tên hãng đây anh chị, Trademark, chắc Trademark phân phối. 400. Cán gỗ. Dài lưỡi 25, rộng y tổng dài 25, rộng 3 cm. Dài 0,33 cm. K118. Này cục bếp 1,5 triệu. USA. Cán nhựa. Dài lưỡi 15. Dài lưỡi 15, rộng 2,7, dài 0,45. Của Bắc. K119 950 của Sakai. Cán gỗ khá là đẹp, cán gỗ khá là đẹp. Có chỗ móc. Dài lưỡi 14,5 rộng 2,8, dài 0,27. Này là da một mặt nha anh chị. Một mặt. K120 800 Samurai. Samurai Stainless Japan. Kiểu này là trưng bày á anh chị, có đế trưng bày. Ốp gỗ. Gỗ ốp kim loại. Hàng cũng hàng trưng bày phong thủy. K121, cái này cũng trưng bày phong thủy nè. Có con rùa và con công, phải không? Con cờ. Con rùa lông lông. Con này con gì em không rõ. Con cờ. Dài nó là tổng dài
sau này ưng nó đo tổng dài, ưng nó đo lưỡi à. Tổng dài nó là 53, rộng nó là 27, dày cây này chỉ có 2 ly. Dòng thép không rỉ, samurai không rỉ. Có cái móc. Cái hàng này thì chắc khó mài mà không mài bén được anh chị. Nè không biết đường lưỡi hay đường ấy, đường bên này lưỡi nè. Nhưng mà chắc không cần mài bén đâu, cái những cái này ở trưng bày phong thủy anh chị. Pha 122. Lưỡi bào. Cây này 1,5 triệu. Đây có tên hãng ạ. Tên hãng đây. Dài 21,5, rộng 2, dày 0,3. Cái này rèn kiểu Honyaki. Ta 1,2,3. Cái này cũng 1,5 triệu. Cái này như có không có tên hãng. Hàng này á, cần đánh bóng lại thì em đánh bóng lại nha anh chị. Hàng này lên FE màu nó hơi ngà. Thì đánh bóng lại là nó hết à. Mài đánh bóng lại là hết. Dài 31, rộng 2,2, dày 0,45. 1,5 triệu. K124. 3,5 triệu. Hàng này em cũng làm đẹp lại sau nha, chưa làm đẹp. Có tên Nhật ở đây. Dài của nó là 43, rộng 2,2, dày 0,4, 0,5. Dài là tổng dài. Tổng dài 43. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.